Đấy, hai cái trắng, hai cái nâu bán nhá.
Bây giờ như này nhá, em cứ thoải mái lên, tự nhiên lên. Nào đứng lên nào, anh bắt đầu máy này. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trang Linh, học sinh lớp 4A, trường tiểu học Đồng Cỏ. Hôm nay mình được tự nhiên lên nào, làm lại nào. Cứ tự nhiên lên, nhưng mà lúc mày giới thiệu em phải nghiêm túc nhìn vào ống kính máy ảnh được chưa? Không phải cháy của cô bây giờ đấy. Cô cứ lấy lên, cô cứ làm đúng quy trình, cô cứ lấy lên thoải mái đi. Em cứ bình tĩnh, đừng có mất bình tĩnh kiểu đấy. Các em ở ngoài trật tự nhá, đừng làm ồn nhá. Thank you.
Linh, đứng ở đấy, nhìn. Chị giới thiệu cho em một chút về cái món này. Em chào chị ạ. Hôm nay thì em rất là vui được đến đây tìm hiểu cái món đậu trang. Chị có thể giới thiệu cho em một chút về món này không ạ? Chỗ nào cô để trong mặt em diễn? Nhìn có thấy không? Cô ngoáy đấy. Không kịp nữa. Đã thử em nào. Làm từ nguyên liệu tự nhiên của quê hương, đặc sản quê hương gì? Và đây là hình phẩm. Cái quy trình làm thì làm rất là nhiều chị. Đầu tiên là bóc vỏ, chọn đố đều, xong là bóc vỏ nghiền ra, xong rồi sàng bỏ ra hết, xong rồi mới ngâm. Ngâm xong lại cái nghiền bột. Sao làm gì ạ? Lại đọc lại nào. Lọc lấy cái chất cốc của nó về. Và đây là anh phẩm đống tầm các bạn ạ. Rồi em, cắt đậu, cho sôi, cắt đậu, cắt đậu. Cái quy trình em bưng cái đĩa đậu giống đậu phụ các nơi khác nhỉ? Bưng đĩa đậu lên, cầm đĩa đậu lên. Đấy, hai tay. Rồi, sau em cầm đũa, em gắp. Sau em đọc tiếp. Cầm đũa, đũa ăn, cầm như nào? Thật chứ? Ăn, em nếm một miếng thật sự. Đấy, thì em nếm tí nữa nhé. Em nếm một miếng xong em quay ra, em đọc tiếp. Quá trình dán thì không dán cho kỹ quá. Để cô gặp biết là tăng lên hay giảm xuống. Mới mẻ dán như này. Rất ngon các bạn ạ. Tầm 30 phút. Hỏi những người giòn, mùi trăm. Mùi tương, đặc trưng cho độ tương. Trung bình thì một ngày nào mình cũng làm mà gì? 5 ngày thì chỉ làm 2 ngày. À 5 ngày là 2 ngày. Vẫn nhìn thấy đúng không? Lâu lâu tiêm cả thế là được. Nhìn thấy đúng không? Không có vẻ nữa nhá. Lướt lướt lướt. Ừ. Tự nhiễm tự lướt lướt lướt. Nè, tăng suất một ngày mỗi lần mình làm bao nhiêu ạ? Làm từ 2 cân đố. Người. Em mới nhầm. 2 cân đố. Dĩ ăn nay thì làm 2 cân. Dạ. Okay, đang quay đúng không? Rồi, ok. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay lần đầu tiên mình được đến Tổng Cọt Hà Quảng. Thực ra nghe đến địa danh này lâu rồi, mình cũng là một người ở Cao Bằng, nhưng mà đây là lần đầu tiên đến Tổng Cọt. Tổng Cọt thì khi đến đây mình mới biết rằng là cái món đậu trao, đậu phụ trao ở đây rất là nổi tiếng. Thì hôm nay là mình được vinh dự đến nhà của chú gì, chú nhỉ? Huấn ạ. Chú Huấn ạ, chú Huấn ở chợ, ngay chợ Tổng Cọt, để trải nghiệm mà xem một số cái quy trình làm cái món đậu phụ trao này làm như nào là nổi tiếng như vậy. Hóa ra cái sự nổi tiếng ở đây là do cái nguyên liệu rất là tự nhiên ở địa phương. Cái thứ hai, cách chế biến rất là truyền thống và đặc biệt là không có cái gì liên quan đến hóa học, chất hóa học, chú nhỉ? Vâng. Rất tự nhiên. Cái này tự nhiên đó mà. Bây giờ cháu xin phép chú là chú cho mình cùng nhau thưởng thức cái món đậu trao này nhỉ? Ừ, cứ thưởng thức đi. Nào. À, mời cháu mời chú. Cầm tay luôn được chú? Cầm tay thoải mái mà. À, chấm. Xé ra xong rồi chấm ăn. Đấy, vâng. Cảm ơn chú ạ. Chú Huấn nhỉ? Vâng. Cái này cháu sẽ tiếp chú ạ. Vâng. À, cái món đậu trao này thì theo chú chấm như nào ngon? Chấm mắm hay chấm gì? Xì dầu ạ? À, chấm nhất là tương ớt là ngon nhất. Ừ. Thơm. Chấm tương ớt xì dầu ạ. Nói chung là tùy khẩu vị của người. Ăn no mà. Ừ. Nhất là đàn ông đi chợ là nấm rượu. Vâng. À, chú Huấn lại còn nấu rượu nữa. Ừ. Ngon. Ở bên ngoài thì nó không cháy quá, rất là vừa tầm. Bên trong thì nó bở vừa phải, không bở quá. Nói chung là dai dai bở vậy, ngon. Cái món đậu trao của mình thì nổi tiếng cả tỉnh ấy luôn nhỉ? Đặc sản luôn đúng không? Cái này là món này là toàn độc khu, mấy khu này mới có rồi, từ xưa rồi, mấy thời mấy các cụ làm là bây giờ truyền lại cho con cháu làm ấy. Vâng. Mà nó làm toàn bằng đậu tương địa phương ấy. Ừ, ngon. Cái này thoải mái lấy mình ăn, vừa trao ở đây là nóng cái là ăn được à? Một năm, một
chú làm ngày nào cũng làm hay là lâu lâu mới làm chú? Mình thì tình cảm thôi, còn họ thì cứ ngày nào cũng làm. Kiểu đi chợ nó phụ thuộc vào gia đình ấy. Kiểu đi chợ bố được là đi, còn không đi được là cứ chợ viên mình mới làm, hoặc là đi chợ lâu mới làm. Các chú bán giá, với giá như nào ạ? Ở đây bây giờ là 25.000, 30.000 một cân. Vâng. Các chú thì cái đậu trao này mình chế biến thành cái món như nào là ngon nhất? Cái này là nhất là hầm xương. Hầm xương hoặc nhồi. Xong là làm canh. Nhưng mà cái này ninh thoải mái, ninh theo xương là nó không dừ đâu. Nó không nát ra như đấy đâu. Ngon. Nói chung là đây là cái đồ và nó là đậm chất núi rừng mọi người ạ. Đặc tập sản địa phương luôn. Mà bây giờ mà giả sử như mùa đông nên là nhất là làm lẩu. Làm lẩu thái ba tư ra bắt đầu bỏ xuống lẩu, nồi lẩu ăn sướng lắm. Vâng. Cho dù ở những nơi khác cách làm có thể giống nhưng mà khi ăn vào hương vị nó sẽ khác hoàn toàn. Mình nghĩ là do cái nguyên liệu và do khí hậu địa hình của từng khu vực chú nhỉ. Vâng. Mà bây giờ nó lên như này này, cái đậu nó không tròn, không ấy như thế này đâu. À, nó bị héo héo đúng không? Héo héo. Ta thấy ở chợ xong, rồi. Héo héo xong là vuông hoặc là đen xì đi. Vâng. Đấy, nó như thế. À đúng rồi, bây cháu mới ý nhỉ. Cái độ căng phồng nó độ căng phồng nó không giống nhau. Nó vừa đủ, cầm rất chắc chắn. Vâng. Rất ngon. Mọi người nên thử. Nếu có cơ hội đến Tổng Cọt Hà Quảng thì mọi người có thể thử món đậu phụ trao. Rất là ngon. Ngoài món đậu phụ trao thì nói chung là ngoài món đậu phụ trao thì mọi người có thể kết hợp thêm cách chế biến khác như chú ấy vừa nói, lẩu rồi là làm thịt nhồi, đậu phụ nhồi hoặc là xiên cà chua, rất là ngon. Xin cảm ơn chú Huấn. Thank you.
Alo. Alo. Ok. Thì tách sáng ngày sáng đêm đi cho em đi. Nơi đây rất là đẹp. Ngồi lại đã quay thôi. Tuyệt vời quá. Đây là hoa tam giác mạch tự mọc tự nhiên. Ai trồng? Chị. Họ trồng làm bánh á? À, tôi đã trồng làm bánh. Rất là đẹp. Hôm nay chúng mình sẽ tăng nghiệp đây. Đẹp quá. Bé có cảm nghĩ khi như thế nào khi mà thấy bãi hoa đẹp nhỉ? Khi cháu thấy thì rất là đẹp. Vui không? Hứng thú không? Còn lên đây chơi nữa không? Nhà gần đây mình không biết nhờ. Đẹp quá. Bé cầm quay. Cầm như thế đấy, đây chú sẽ vào bên trong quay. Quay người chú đang quay nhá.
quay bấm chụp ảnh vài kiểu. Bạn dần sang chỗ chụp ảnh đi. Chụp ảnh á? Thế không? Được rồi chú ơi. Chụp đi. Ok. Đây từ xem nào, chụp ảnh nào, đi xuống trung tâm xem ảnh. Báo thử vào dẫn trước vài câu, nhớ không, nhớ lời dẫn không? Hả? Đợi, mở này ra, mở cái ba chân này ra, người chân này ra, xong đặt nó xuống cái chỗ. Đặt xuống cái chỗ đường được ạ. Bảo cái gì ạ chú? Đặt chỗ nó bằng thẳng nó được mà. Thì quay cái chỗ này mình là tao đứng vào cái dẫn. Nè cô. Đúng rồi. Như thế đúng không? Kệ nó. Nói gì vậy? Đây vào đi, vào đứng giữa cái vườn. Đây, vào đường giữa đi. Bỏ mũ ra. Nói gì hả chú? Đứng ở giữa đi, dẫn. Đợi đứng ở giữa không sợ đâu. Đứng một chút thôi mà. Đợi chú nha, đấy chú chỉnh một chút. Bắt đầu quay đấy, nhớ lại lời dẫn, bắt đầu dẫn đi. Đến với tổng con, khoảng từ tháng 4 âm lịch, các bạn sẽ được gặp những cánh đồng. Đến với tổng con, vợ. Đứng nghiêm túc, nhìn vào ống kính. Đến với tổng con, khoảng từ tháng 4 âm lịch, các bạn sẽ được gặp những cánh đồng. Đây à, cô để ở đây à, anh nhìn thấy không? Từ từ, nhìn thấy không? Nhìn vào đây. Đến với tổng cột, khoảng từ tháng 4 âm lịch, các bạn sẽ bắt gặp những cánh đồng tam giác mạch như ẩn như hiện sau những cánh rừng thông xanh mướt. Và đây có thể là lý tưởng để cho các bạn có một bộ ảnh siêu xinh và thơ mộng. Con này, cắt đi, con đọc lại cho cô là tháng 4, không ai đọc tháng 4 đâu. Ừ. Lại nhá. Em hãy đứng góc này, góc này sẽ nhìn rộng hơn. Ở đấy, em xem lại góc đi. Cái nào nhìn nó rộng rộng xuyên ra kia. Đẹp đấy. Được chưa? Đấy nhá, tháng 4 âm lịch chứ không phải tháng 4 nhá. Tay thoải mái vào. Bắt đầu. Đến với tổng cọt. Đây đây đây. Đến với tổng cọt khoảng đến với tổng cọt vào khoảng tháng 4 âm lịch. Đến với tổng cọt khoảng từ tháng 4 âm lịch, các bạn sẽ được gặp những cái nhầm. Nhìn vào đây, có nhìn thấy chữ không? Đến với tổng cọt khoảng từ tháng 4 âm lịch, các bạn sẽ bắt gặp những cánh đồng tam giác mạch như ẩn như hiện sau những cánh rừng thông xanh mướt. Đây sẽ là lý tưởng để cho các bạn có một bộ ảnh siêu xinh và thơ mộng. Đừng mặt căng thẳng thế, thoải mái lên, tươi lên. Đây sẽ là nơi, nào thoải mái tay ra. Đây sẽ là nơi cho các bạn chụp những bộ ảnh siêu xinh và thơ mộng như lúc con live stream ấy. Thả lỏng mảo nào, đọc lại câu này. Đúng rồi, tay. Đây sẽ là nơi lý tưởng mà. Ừ, nhìn ống kính, cố nhìn ống kính. Đây sẽ là nơi lý tưởng. Cố lên. Đây sẽ là nơi lý tưởng để cho các bạn có một bộ ảnh siêu xinh và thơ mộng. Có thể làm lại từ đầu được không? Được. Đọc lại từ đầu đi. Là rừng mạch. Nhìn ống kính. Đặc biệt những hội gia đình làm đậu trao nổi tiếng. Mình sẽ tiếp tục dẫn các bạn tới thăm. Đấy. Tạm biệt những hội gia đình làm ăn. Nhìn, cố gắng. Cô tôi giới thiệu thẳng vào tới này luôn. Con giới thiệu luôn chỗ này cũng được. Đoạn kia thì tính nữa mình đẩy ở trên kia đi. Cắt ở chỗ nào dâm thì cũng được. Cây cũng được. Đến với tổng cột khoảng từ tháng 4 âm lịch, các bạn sẽ được gặp. Bình tĩnh.
Đến với Tổng Cọt, khoảng từ tháng 4 âm lịch, các bạn sẽ bắt gặp những cánh đồng thông. Bình tĩnh, rất là nắng nhưng mà cố gắng lên. Nào nhìn vào đây, nhìn vào đây. Đến với Tổng Cọt, khoảng từ tháng 4 âm lịch, các bạn sẽ bắt gặp những cánh đồng tam giác mạch như ẩn như hiện sau những cánh rừng thông xanh. Sau những cánh rừng thông xanh mướt, đây sẽ là lý tưởng để cho các bạn có một bộ ảnh siêu xinh và thơ mộng. Rồi, ok. Tắt đi các bạn, trước khi nãy nó ổn hơn. Từ từ, bây giờ nhé. Bây giờ cháu đi lượn một vòng từ trong cái ra để chú sẽ quay. Có thể vừa đi vừa giới thiệu cũng được. Được mà, con cứ đi đi. Con đi thoải mái tự nhiên xong con quay lại con cười. Từ từ nha. Đi từ từ thôi. Lúc nào em bảo nó quay lại thì để nó quay lại nhé. Đấy, con cố gắng đi vào trong để chú ấy lấy cái cảnh bước cẩn thận khỏi cái nát của người ta là được. Sẽ bên trái đi con. Đúng rồi, đấy, để vào giữa. Rồi, rồi, ok. Cho nó quay lại. Rồi, bước qua đây đi, bước ra đi. Bước quay lại, đúng rồi, từ kia quay lại đi. Xe tay lên, ngẩng nhìn nương. Đấy. Ngẩng lên nhìn chú, đứng lại. Ok chưa? Ok. Rồi, cho xin hai kiểu ảnh cho nó đi. Về kỷ niệm cho chị. Nóng quá. Thôi, cái đấy. Đau quá. Cái gì đây? Đau tay. Ôi giời ơi. Đội này còn chưa hợp xong. Chà. Đúng rồi. Tiếp ơi. Hoa hoa mà xinh nhỉ, đẹp thế. Mình để một căn nha trong nữa mà. Ok chưa? Đứng ở đây đi. Con đi vào đi để chú chụp cho. Hay về chú cắt ảnh ra cho cũng được mà. Nát đâu, bước cẩn thận đi. Bước cẩn thận nào, vào tí nữa. Thoải mái vào. Thả lòng vào. Nào đi nha, nửa tí nha. Từ đã. Nhìn nó kính này. Cười lên. Cười lên nào, cười tươi lên nào. Rồi. Đứng tao quay hẳn mặt về đây. Rồi, ok. Giang hai tay ra. Rồi, ok, rồi đó. Lại nha. Rồi. Ok chưa? Từ từ đã, em bật cái đi. Nào, lại nha. Cái thế này nó sáng không? Ừ. Làm thế nào về nhằm nó đẹp nhất thì được à? Từ em đang chụp cho em. Nào, nhìn nha, cười nha. Và chị vào đi. Ok. Bỏ. Tí nữa liệu các cô đầu giờ chiều. Và đây Linh ơi, Linh cùng cô chụp một kiểu ạ. Liệu các chị đầu giờ chiều lên ấy. Có được không? Được không? Cố gắng mình xong hoàn thiện xong chương trình của mình ạ. Linh cứ xong việc của mình ạ. Cô ra đây nào. Đấy. Tí nữa. Mùi thơm tích. Mùi thì hơi khó chịu. Nào, cứ đi. Đi nào, lấy thêm gần gần chút nữa. Nào, 1, 2, 3, thế đèn sáng không? Sáng. Sáng nha. Ok, rồi. Rồi. Hơi nắng nhìn không thấy gì mấy, nhưng tôi máy tính thấy được. Chào tất cả các bạn. Rồi, ok. Được chưa? Rồi, đẹp. Số thấp không? Này, nhìn thấy không? Nha. Cái để như thế
Đây đang mặc như nào cho đi thoải mái nhất. Và rồi cứ đẹp đấy. Và 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi ok. Đây. Để tí nữa. Bây giờ nhá, chị bảo nhá. Lên đầu này. Có khi là tua lại cái câu mà làm thế nào để cái bé cầm lấy, cầm lấy giúp chú. Con cầm cho chú. Cầm ngắm điện thoại nhá. Này Linh đội mũ vào này. Thì cô không đội à? Còn đâu. Đây, đội mũ đi. Đợi, đội đi. Để chị đi. Bây giờ quay lại lên cái dốc kia kìa. Cái bãi mà chị chỉ cao cao lên kia ấy. Mạnh quay nữa. Cái gì? Hả? Hả? Tam không hay là kệ nó được rồi. Thôi, bằng này được rồi. Bé vào có thừa ấy. Bây giờ chỉ thôi. Về để ấy cái chỗ kia thôi. Cái đuôi. Bây giờ mình về làm cái cảnh toàn cảnh cái trước đi. Ừ. Bây giờ sang bãi hoa làm gì nữa? Mày sao vẫn còn thấy hoa cỏ à? Bướm xinh nhỉ. Kiểm tra lại cái âm thanh lúc nãy quay. Ê chị Hiên xem ảnh như thế này. Ngồi chỗ dâm đi. Em về em kêu làm sao cho nó ổn áp. Từ từ lắng nó như này. Kiểm tra lại cái máy quay là được rồi. Ảnh chị quan trọng gì? Thì cô trò đấy chứ. Thế là quan trọng là trò đấy. Đây này. Thì lên như thế này là ngon. Thấy chưa chị, đã bảo là trời nắng mà. Còn hôn mà. Đoạn này là để tiếp vào. Ừ. Đoạn có bé nó nóng. Đây đây đây. Nhìn lên nhở? Lên mà. Và cảnh sát trông như là thế thôi, không cần phải. Đây em quay thừa rồi thì về chỉnh sửa sao? Em cứ chỉnh em cắt làm sao ghép cho nhìn cảm giác nhở? Rộng lắm mấy áo một tí. Đây bắt đầu gọi cái này. Cô em không đội đâu nào lắm. Đội đi, nắng à. Đây này, 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 mũ này. Con không đội. Nắng, thả ra mấy mắt. Kép lại cẩn thận tí nhá. Đất tả chỗ này này. À, không nhìn ống kính, cái này có nhất đấy. Để sắp ghép lại cho cẩn thận. Vất vả đấy, dài câu nó ra thế rồi. Vất vả chỗ này ghê, nghe xem có ổn không. Ổn không ổn thì ấy lại, cần biết. Để kiểm tra nữa. Rồi, cái cắt kép đoạn này được. Cơ bản, nói chung là cắt kép đoạn này hơi vất vả đi nhá. Đúng rồi, về cắt kép mất mệt lắm. Cái mất cả đêm đấy, rồi đâu. Đây, bắt nó bước vào trong rồi.
dạo này thì hay này, mỗi tội nó lại đọc thành tháng 4 năm lịch. Đọc không nghiêm túc này. Cái này nhìn mặt nó nghiêm túc quá nhỉ. Nó căng thẳng. Ở phía sau kia có vẻ nhỉ. Nói chung là về cắt ghép cho chị đoạn nào em cảm thấy ok thì cắt ghép vào nhá. Thu ngắn gọn lại bớt đi, không thể dài dòng quá. Thực ra cũng nó cũng hơi căng thẳng. Nó run à. Chú con đặt đây nhá. Đẹp chưa Linh? Trông chả có gì, một bãi con. Đây này cắt ghép còn ok. Đây quay cảnh toàn cảnh cái thị trấn dưới kia. Dưới này nữa, với cạnh dưới cây kia nữa là xong. Đi. Ngon rồi, này cứ đội mũ đi, nắng à. Cắt độ. Em để nguyên máy luôn đỡ phải ấy. Xách được không? Được mà. Số đây một tí nữa thôi mà. Ừ. Quay lên. Rồi nó ở nhà livestream live còi. Cả này công.